và mặc rất thoải mái và dễ chịu giúp em mọi người nhá. Hiện tại mọi người đang ở trên live của bên em và mọi người được mua một chiếc áo thun hàng gì ạ, hàng chất lượng với mức giá gì ạ, bạn mức giá đổ buôn đổ xỉ của xưởng em mọi người nhá. Đấy nên là mọi người cố gắng là mọi người nhanh tay lên giúp em, tại vì em chỉ chiên một livestream duy nhất thôi nha mọi người ơi. Bình thường là bên em xưởng bên em là bán đổ xỉ đổ buôn, giá nó đã cao hơn giá như thế này rồi nha mọi người nha. Đấy là em nói thật sự luôn. Và trong live ngày hôm nay thì coi như một lên một live chiên để có bán cho các anh chị mình với giá chỉ còn 49.000 đồng một áo thôi. Nhớ cho em là bên em đi đơn combo từ 2 áo trở lên là 99.000 đồng 2 áo, ship 35k khi mọi người mua 2 áo và 3 áo. Còn anh chị nào mua cho em combo từ 4 áo trở lên em sẽ miễn ship nhá. Ok, em bắt đầu đầu tiên chốt đơn này. Ok, chị Nguyễn Thị Mai có đơn cho em rồi. Ok, lấy chị màu xám, màu xanh biển, màu trắng và màu đen. Ok, chị ơi 4 màu 4 áo miễn ship nhá. Dạ vâng ạ, chồng chị 69kg em có size chị ơi. Em ơi lấy cho chị 5 áo 5 màu nhé. Ok này, chị lấy cho con trai và chồng chị, cháu là 58kg và chồng chị là 67kg. Ok chị luôn nhá, cứ để lại số điện thoại giúp em. Nhận hàng kiểm hàng thoải mái giúp em trước khi thanh toán ngay chị này.